Mắt cả nhà một mẹo kho sườn mềm thơm, thấm gia vị mà không cần quá nhiều thời gian để ướp. Sườn mua về thì mình rửa thật sạch, sau đó thì chần sơ qua nước sôi. Bây giờ chấm sắp vớt sườn ra và bắt cho ráo nước. Mình ướp gia vị lúc thịt còn ấm ấm thì gia vị sẽ nhanh thấm vào miếng sườn hơn. Mẹo hay này là mình học được từ một người chị. Ướp sườn xong thì chấm sẽ chế biến liền luôn. Trước tiên là chấm cho hành tỏi vào phi thơm. Chấm sẽ cho hết phần thơm vào, xào sơ. Sau đó thì chấm có nêm vào một muỗng canh đường. Mình xào đến khi nào khóm chín, đường tan hết thì mình múc ra để riêng nha. Chấm chỉ lấy cái phần khóm ra thôi, còn phần nước thì giữ lại. Bây giờ thì chấm cho hết phần sườn vào cái chảo mà lúc nãy mình vừa xào khóm. Mình sẽ đảo đều để gia vị nó thấm ngon hơn. Lúc này là gia vị đã thấm vào hết miếng sườn rồi. Mình sẽ cho thêm tầm khoảng một chén nước nữa. Mình cho thêm nửa muỗng canh nước màu đường vào. Đó thì đậy nắp lại và đun ở lửa nhỏ tầm khoảng 25 phút. Kho sườn đậy nắp lại thì sườn nó sẽ nhanh mềm hơn và thịt nó cũng được thơm hơn nữa. Sau khi cho khóm vào thì mình xào tầm khoảng 2 đến 3 phút. Rắc thêm tí xíu hành nữa là mình có thể bày ra thưởng thức được rồi. Với cách kho này vừa nhanh, sườn mềm mà thấm gia vị rất là ngon luôn.